Ngày 25 tháng 10, bà Nguyễn Thị Tố Anh, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy Hà Giang cho biết, Đảng ủy khối cơ quan doanh nghiệp tỉnh đã ra quyết định kỷ luật bà Nguyễn Thị Nga công tác tại Sở Tài chính tỉnh bằng cơ chế khiển trách. Bà Nga là bà xã ông Nguyễn Văn Sơn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Giang. Bà Anh cho biết thêm, nội dung liên quan đến sai phạm của bà Nga khi ra tòa xét xử thế hệ được phát sinh nên sau khi kiểm tra, chúng tôi đã lãnh đạo lưu ý xử lý. Bị cáo Triệu Thị Chính, người được bà Nga nhắn tin nhờ giúp đỡ. Ảnh Hoàng Cư. Một lãnh đạo Sở Tài chính tỉnh Hà Giang cho biết, bà Nga hiện đang là chuyên viên của sở, không giữ vai trò lãnh đạo gì. Sau khi nắm được thông tin, chi bộ đảng chúng tôi đã tiến hành họp kiểm điểm bà Nga, vị lãnh đạo Sở Tài chính Hà Giang nói, quá trình công tác từ trước đến nay, bà Nga xong xuôi tốt công việc, chưa từng có vi phạm gì. Trong phần tranh tụng, đại diện Viện Kiểm sát tỉnh Hà Giang công bố một loạt tin nhắn giữa bà Nga và bà Chính có nội dung như sau. Bà Nga, mình là Nga ở Sở Tài chính, mình có đứa cháu kia vừa rồi, người chơi giúp mình với nhé, tin nhắn của bà Nga cho bà Chính. Sau đó, bà Nga nhắn một tin đầy đủ họ tên thí sinh Nguyễn Bằng Nguyên, số báo danh, phòng thi cho Bicao chi nhờ. Ti bờ đó, bà Nga nhắn tin ti bờ, bị tờ đăng trong kỳ mờ thi nên chơi nợ tin ma không go y nợ. Cảm ơn người chơi nhiều gửi cho bà Chính và được bà Chính nợ tin trả lời, hôm nay em thế hệ đọc tin nhắn chị ơi. Em sẽ cố gắng lưu ý môn thi tự luận, khó khăn lắm chị à. Thương các cháu Hà Giang mình. Cũng trong buổi sáng nay ngày 25 tháng 10, Tòa án Nhân dân tỉnh Hà Giang đã tuyên phạt các bị cáo Nguyễn Thanh Hoài 8 năm tù và Vũ Trọng Lương 7 năm tù về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ. Hai nữ bị cáo Triệu Thị Chính và Lê Thị Dung cùng lĩnh 2 năm tù, còn bị cáo Phạm Văn Khung nhận mức án 1 năm tù treo.